Chuyện con cháu của các vua nhà Trần tại Việt Nam từng làm vua ở Trung Quốc có đúng hay không? Trần Hữu Lượng có liên quan gì đến các vua nhà Trần hay không? Đó sẽ là chủ đề của câu chuyện ngày hôm nay. Và Trần Hữu Lượng, Trần Ích Tắc là ai? Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh History. Để hiểu câu chuyện này, hãy cùng trở lại đầu thế kỷ 14. Triều đình nhà Nguyên ngày càng suy yếu do tranh chấp đấu đá cung đình. Tình trạng tham nhũng và cả những gánh nặng từ các cuộc chiến tranh khiến họ khó gượng nổi. Thời kỳ này, ở nước ta, nhà Trần dưới thời các vua Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông và Trần Minh Tông đều là các bậc vua hiền nên chính trị ổn định, kinh tế sung túc và sức mạnh quân sự được đảm bảo. Chính vì vậy mà trong quan hệ Nguyên Mông Đại Việt thời kỳ này khá là êm đềm. Đến thời gian giữa thế kỷ 14 thì nhà Nguyên đã bước vào thời kỳ mạt. Những cuộc nổi dậy khắp nơi ở Trung Quốc, nhiều thế lực cát cứ vùng lên sẵn sàng lật đổ nhà Nguyên. Nhà Nguyên đã phải bó tay trước các phong trào nổi dậy của người Hán. Và bản thân người Hán cũng chia rẽ, chứ không đứng chung chiến hào trong một cuộc chiến gọi là cuộc chiến Kháng Nguyên. Lúc này có những thế lực nổi lên, trong đó có Chu Nguyên Chương, có Trần Hữu Lượng, có Trương Sĩ Thành. Trong cuộc chiến với Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng gặp nhiều bất lợi. Hãy để ý đến cái tên họ Trần này. Và cuối cùng, Trần Hữu Lượng đã tử trận trong trận đánh ở Hồ Bà Dương trước Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương đã làm chủ Trung Nguyên và lập ra triều đại nhà Minh. Từ trước đến nay thì rất nhiều những câu chuyện nói rằng Trần Hữu Lượng chính là con cháu của các vua nhà Trần tại Việt Nam. Thực hư câu chuyện này ra sao? Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép như thế này. Giáp Ngọ Thiệu Phong năm thứ 14, tức là Nguyên Chí Thành năm thứ 14, mùa xuân tháng 2, quan trấn giữ biên giới phía Bắc cho chạy trạm tâu việc Trần Hữu Lượng nước Nguyên giấy binh, sai sứ sang xin cầu hòa. Và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép thêm, Hữu Lượng là con của Trần Ích Tắc. Không chỉ có Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, các bộ sử Việt khác như là Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Khâm Định Việt Sử Thông Cương Giám Mục đều có nhắc đến Trần Hữu Lượng thông qua các sự kiện có liên quan. Đặc biệt là hai lần Trần Hữu Lượng muốn liên minh với Đại Việt thì đều có ghi chép như vậy. Tuy nhiên, không có ghi nhận nào về sự giúp đỡ của nhà Trần đối với Trần Hữu Lượng khi đó. Trần Hữu Lượng, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép là con của Trần Ích Tắc. Trần Ích Tắc ở đây chính là con của vua Trần Thái Tông, vua đầu tiên triều đại nhà Trần, hay trong lịch sử vẫn gọi ông là Trần Cảnh. Vậy làm thế nào mà Trần Ích Tắc lại có một người con ở bên Trung Quốc được? Khi mà quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai năm 1285, Trần Ích Tắc đã đem cả gia đình đi hàng giặc, được đưa về Nguyên và được Hốt Tất Liệt phong làm An Nam Quốc Vương chờ ngày đưa về nước. Khi mà quân Nguyên Mông chiến thắng được quân đội nhà Trần, nhưng đời thì không phải là mơ. Sau khi quân Nguyên Mông bại trận thì Trần Ích Tắc cũng không có đường để về nước nữa. Trần Ích Tắc đã ở lại Trung Quốc và làm quan. Theo một số ghi chép, Trần Ích Tắc có người con là Trần Hữu Lượng ở Hồ Bắc. Khi ông qua đời, con cả là Trần Hữu Thành đã thay cha dạy học cho Trần Hữu Lượng. Tuy nhiên, sử Trung Quốc thì không có chút nào nói về mối quan hệ giữa Trần Hữu Lượng và Trần Ích Tắc. Theo sử nhà Minh quyển 123, liệt truyện 11 thì Trần Hữu Lượng là con của một người khác, người này tên là Trần Phổ Tài và chẳng có liên quan gì đến nhà Trần ở Việt Nam cả. Nếu theo ghi chép từ Minh Sử thì Trần Ích Tắc và Trần Hữu Lượng không liên quan gì đến nhau. Trần Ích Tắc đã làm quan ở triều đình nhà Nguyên thì chẳng lẽ nào con trai của Trần Ích Tắc là Trần Hữu Lượng phải làm nghề trai lứa chăng? Vậy tại sao các bộ sử của nước ta đều khẳng định Trần Hữu Lượng là con của Trần Ích Tắc? Có thể là bởi khi Trần Hữu Lượng cầu thân với nhà Trần thì Trần Hữu Lượng có ý mạo xưng để dễ thuyết phục nhà Trần động binh giúp đỡ mà thôi. Các sử gia ngày xưa cũng không có điều kiện đi xác minh thân thế thật sự của Trần Hữu Lượng và triều đình nhà Trần khi ấy cũng không rảnh để đi điều tra gốc gác của Trần Hữu Lượng. Nhưng có một sự thật, dù Trần Hữu Lượng có là hậu duệ của Trần Ích Tắc hay không thì nhà Trần cũng không bao giờ đồng ý lao vào cuộc chiến của các thế lực trên đất Trung Quốc. Câu chuyện lại mở chúng ta đến một nhân vật, đó là Trần Ích Tắc. Và lại cũng có những hoài nghi về Trần Ích Tắc. Trần Ích Tắc liệu có thực sự là kẻ phản bội hay không? Trần Ích Tắc có phải là kẻ phản bội hay không thì lịch sử đã chép về việc Trần Ích Tắc đầu hàng nhà Nguyên và sang bên Trung Quốc. Đây là hành động chứng minh rõ ràng nhất Trần Ích Tắc đầu hàng quân đội nhà Nguyên. Có vô số những tướng lĩnh nhà Trần khi bị địch bắt thì luôn giữ vững tinh thần yêu nước, quyết liệt. Trần Bình Trọng đã từng nói thế này, ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Trần Ích Tắc xin được nhắc lại một lần nữa là hoàng tử, là con của Thái Tông Trần Cảnh. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Trần Ích Tắc thông minh hiếu học, thông hiểu lịch sử, lục nghệ, văn chương nhất đời,
là hoàng tử được Thái Tông Trần Cảnh yêu mến nhất. Dù những nghề vặt như là đá cầu, đánh cờ, không nghề gì là không thông thạo, từng mở học đường ở bên Hữu Phủ Đệ, tập hợp văn sĩ bốn phương cho học tập, cấp cho ăn mặc, đào tạo thành tài, mà điển hình ở đây có Mạc Đĩnh Chi. Trần Ích Tắc vốn là người giỏi văn chứ không giỏi võ. Khi mà Đại Việt bị nhà Nguyên dòm ngó, các tướng võ được coi trọng. Vì thế mà Trần Ích Tắc không được xem trọng nên cảm thấy bất bình. Ông cũng bất phục với các hoàng tử khác, đặc biệt là Trần Hoảng. Sau này lên ngôi vua chính là Trần Thánh Tông. Bởi thế nên khi quân Nguyên chuẩn bị tiến đánh Đại Việt lần hai, Trần Ích Tắc thấy đây là cơ hội tốt nhất để có thể lên ngôi vua, nên thông qua các lái buôn ở Vân Đồn đưa thư đầu hàng giặc. Khi quân Nguyên tiến sang, Ích Tắc được cử đưa quân trấn giữ miền Đà Giang, tức là vùng sông Đà. Khi quân Nguyên đến, Trần Ích Tắc đưa toàn bộ gia quyến đến đầu hàng và được phong là A Nam Quốc Vương. Thế nhưng Đại Việt đã giành được chiến thắng, khiến âm mưu lên ngôi của Trần Ích Tắc sụp đổ. Trần Ích Tắc phải sống lưu vong nơi đất khách quê người. Câu chuyện sống lưu vong của Trần Ích Tắc cũng có nhiều điều đáng nói. Năm 1292, vua Trần Nhân Tông đã sai sứ giả là Nguyễn Đại Phạm sang sứ nhà Nguyên. Nhân đó lấy cớ nước đang có tang, thoái thác việc vua Trần phải trực tiếp sang chầu. Khi sứ giả đến với một vùng đất tên là Ngạc Châu, vào tỉnh đường gặp các quan cấp tỉnh của nước Nguyên thì có chạm mặt Trần Ích Tắc ở đấy. Sứ giả chào tất cả mọi người và chỉ không chào Trần Ích Tắc. Trần Ích Tắc bèn hỏi, ngươi có phải là tên biên chép ở nhà Chiêu Đạo Vương đó ư? Sứ giả Nguyễn Đại Phạm mới trả lời, việc đời đổi thay. Đại Phạm vốn là tên biên chép cho Chiêu Đại Vương, nay là sứ giả. Cũng như Bình Chương xưa kia còn là con vua, nay lại là người đầu hàng giặc. Từ đó về sau, Trần Ích Tắc luôn tìm cách tránh mặt sứ giả Đại Việt, không dám ngồi ở tỉnh đường nữa. Sau này Trần Ích Tắc có làm bài thơ than thở: bỏ nước ra đi nhớ tự ngày, lòng chung canh cánh trời có hay, nghề mọn cơ cầu nói nghiệp trước, tiếng thơm sử sách để sau này. Tiếng thơm sử sách để sau này. Và bây giờ ở rất nhiều giả thuyết nói về việc Trần Ích Tắc thực chất là gián điệp của nhà Trần. Trước khi mà Trần Ích Tắc đầu hàng thì nhà Trần nhận thất bại liên miên, sau đó tình thế mới đảo chiều. Vậy có phải Trần Ích Tắc chính là tình báo ở trong lòng địch hay không? Thứ nữa, có ý kiến cho biết Trần Ích Tắc đã mang theo cả gia phả, sách quý, văn chương. Nhà Trần có lẽ sợ nếu mất nước thì tất cả bị tiêu hủy nên Trần Ích Tắc phải đóng vai xấu. Tất nhiên, đây chỉ là một giả thiết. Những câu chuyện cách đây từ hàng trăm năm đến tận bây giờ không có những bằng chứng cụ thể thì sẽ có rất nhiều sự tranh cãi. Chẳng nói đâu xa, có những câu chuyện chỉ cách đây một vài năm, một vài chục năm đến bây giờ cũng vẫn gây tranh cãi. Phần cuối chúng ta sẽ nói thêm về những nhân vật cộm cán của nhà Trần nhưng đã đầu hàng giặc. Bên cạnh Trần Ích Tắc còn có ba nhân vật nổi bật nữa. Ba kẻ được coi là bán nước cầu Vinh. Người thứ hai sau Trần Ích Tắc là Trần Di Ái. Trần Di Ái là chú của vua Trần Thánh Tông. Ông là chú của ông vua thứ hai triều đại nhà Trần. Ông sang chầu nhà Nguyên. Hoàng đế nước Nguyên mới phong cho Trần Di Ái làm An Nam Quốc Vương. Trần Di Ái cũng mừng thầm, hy vọng dựa vào sức mạnh của quân Nguyên thì mình sẽ được làm vua. Còn nếu không thì sẽ viện lý do là bị giặc ép. Khi mà Trần Di Ái trở về đến ải Nam Quan, tin tình báo lập tức đã về với kinh thành nhà Trần. Vua Trần mới sai quân lên chặn đường. Trần Di Ái bị bắt sống đưa về triều, được tha tội chết nhưng phải làm lĩnh hầu ở phủ Thiên Trường, suốt đời không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Người thứ ba phản bội nhà Trần đó là Trần Kiện, cháu nội của vua Trần Thái Tông. Đây chính là cháu nội của Trần Cảnh. Khi mà nhà Nguyên đem quân xâm lược Đại Việt lần thứ hai vào năm 1288 thì Trần Kiện lúc bấy giờ trấn thủ Thanh Hóa, và Trần Kiện đã đem toàn bộ gia quyến ra đầu hàng. Trần Kiện cũng chỉ điểm cho quân Nguyên, khiến quân Đại Việt bị nhiều trận thất bại. Sau này Thoát Hoan đã sai quân hộ tống Trần Kiện cùng các tôn thất nhà Trần đã đầu hàng về phương Bắc để diện kiến hoàng đế Nguyên là Hốt Tất Liệt. Thế nhưng đến ải Chi Lăng, toán quân này đã bị quân đội Đại Việt phục kích vây đánh. Trần Kiện phá vòng vây chạy lên phía trước, lại bị dân quân đón đánh. Gia tướng của Hưng Đạo Vương đó là Nguyễn Địa Lô đã dùng tên bắn chết Trần Kiện trên lưng ngựa. Và kẻ hàng giặc thứ tư cũng rất nhục nhã, đó là Trần Văn Lộng, cháu của Thái sư Trần Thủ Độ. Trần Văn Lộng được cử làm tướng trấn giữ vùng Tam Đái, tức là thuộc tỉnh Vĩnh Phúc bây giờ. Khi quân Nguyên tiến đánh Đại Việt lần thứ hai, Văn Lộng đã đem cả gia quyến ra đầu hàng, rồi mang quân tấn công lại quân Đại Việt. Thế nhưng kết quả Đại Việt đại thắng, Trần Văn Lộng phải chạy trốn rồi chết bên đất Trung Quốc.
Vậy còn những người khác thì sao? Có rất nhiều người có ý định hàng quân Nguyên và đã gửi thư xin hàng. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép như sau. Năm 1289, tháng 5, sau khi đánh thắng quân Nguyên lần thứ 3, bắt được cả một hòm biểu xin hàng. Thượng Hoàng, tức là vua Trần Thánh Tông, đã sai đốt hết đi để yên lòng những kẻ phản trắc. Đó là một cách xử trí rất giống với cách xử trí của Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa khi tìm thấy đống hàng thư lúc Tào Tháo đã diệt được quân Viên Thiệu. Tào Tháo có nói rằng, lúc trước thì Viên Thiệu thế mạnh, lực mạnh, làm gì có ai mà không sợ cơ chứ. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.